Nhìn xác có đẹp không? Thả lỏng mấy con lỏng con gặm nó cái nó cứng rồi nó mới ra con chị coi sao chị nó ăn sáu thôi tranh thủ đi con lại lẹ lẹ đỡ quá. Anh này học lớp mấy vậy? Dạ, em học lớp 12. Con cứ ghê là lớp 10. Anh kia lớp 10. Chị có một chị bị u ma đầu khắp người, em vệ sinh trước và lại chị nha. Hoa lỏng còn bên này ít à, đâu bằng bữa đâu. Bữa nó cô dạy tốc độ. Bữa sang sát cả mặt luôn. Sao lỏng rồi, sao lỏng rồi. Thôi nó sưng mắt lên. Sao bị cục không? Rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi.
cô Thủy là lại nhẹ nhàng á, không chịu khó chút nha. Đó sao rồi ha? Nào khác thôi không? Anh sắp đẹp rồi. Không gục nữa. Ủa nó cái gì thôi. Thôi lõm. Mấy cục này. Thôi để mấy cục này lại nha. Để lại. Cái gì lúc hai cục luôn nè. Lúc sau mẹ cố lên. Còn cái chán, mỗi cái chán nữa sao? Như đây sao?
Sắp xong thả lỏng rồi tí con. Nghĩ hay lấy tiếp con? Nghĩ hay lấy tiếp? Hay con nghĩ hay lấy tiếp? Hả? Nghĩ hả? Hỏi nó là nó nghĩ vậy. Cục này nữa thôi. Còn mẹ chở đi lần đi lần khó, để cô thể kiểm tra mấy cái nữa thôi nha. Giỏi ha.
Rồi như vậy nha. Ok đó. Rồi tiếp theo chị.